nhé. Rồi, con lại đây ngồi đi. Phòng ai mới ở? Đồ ăn cái cần bên này nè con. Cái cần đây nè, berry. Giờ chua hả? Ngon lắm á, ăn thử rồi. Thử đi. Cái gì này? Cranberry á. Nhưng mà ngào ngào muối muối ớt ngon lắm á. Mà nó chua. Nhưng mà ai chị khỏe không? Ôi ôi, chị Châu đâu rồi? Đang quay phim chụp hình đó nha. Merry Christmas everybody, you look so cute. Đứng chụp hình nè. Vô 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 chụp hình. Vô vô vô. Nhảy qua bến. Bà Noel này nè. Dì anh đứng vô chụp hình luôn dì anh. Liên đâu, liên đâu. Rồi phi đờ lại chụp cho mẹ nè. Nè nè, chụp ở đây nè nha. Mẹ vô con chụp cho mẹ. Bữa nay thấy Tuấn nghe gì đó sao hôn dữ vậy, nói cái này bà Tuấn này uống không nó nói đúng ngày nói anh hỏi Tuấn mà Tuấn mất cỡ chứ chị đâu mà anh ủa mất cỡ chị đâu xuống lẹ vậy. Ồ đi dữ lắm rồi á, ngày đi mấy tiếng, ngày đi hai lần. Wow. Wow. Đi bầu đi hả? Đi bầu á hả? Nó đi chim sáng 5:30 đi với con với bà. Đi chim hay là đi chim? Đi chim. Đi chim hả? Mình tự em, mình bán được chưa? Bây giờ anh đi thử với con đi.